Người thành công là những người điên. Tôi nói điên ở đây không phải là điên theo kiểu rồ dại vào chạy đâu nha. Nghe tôi lý giải trong clip này. Người điên ở đây là về mặt tư duy của những người này. Họ dám nghĩ những thứ điên rồ mà người khác không dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm và thành công. Những người thành công họ luôn luôn không quan tâm tới người khác nói gì. Khi họ bắt tay vào làm cái gì đó mà nhiều người họ nói rằng họ sẽ không thành công hay thất bại thì những người này họ mặc kệ. Bạn nên nhớ rằng là trên con đường của người thành công, cái việc nào mà ít người làm là cái việc nhiều tiềm năng nhất, và cái việc nhiều người biết tới là cái việc bấp bênh sắp nát. Họ thành công vì họ kiên trì với cái điên khác biệt so với số đông đó. Bạn nên nhớ rằng là trên con đường của người thành công, cái việc nào mà ít người làm là cái việc nhiều tiềm năng nhất, và cái việc nhiều người biết tới là cái việc bấp bênh sắp nát. Họ thành công vì họ kiên trì với cái điên khác biệt so với số đông đó. Bạn nên nhớ rằng là trên con đường của người thành công, cái việc nào mà ít người làm là cái việc nhiều tiềm năng nhất, và cái việc nhiều người biết tới là cái việc bấp bênh sắp nát. Họ thành công vì họ kiên trì với cái điên khác biệt so với số đông đó.
Thank you.